Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề về ICT. Hôm nay thầy cùng với các bạn tìm hiểu một cái thao tác rất hay được sử dụng, chia sẻ với các bạn thao tác là chuyển đổi một cái file đi từ một file Excel sang file định dạng CSV, là file dưới dạng cơ sở dữ liệu. Chủ đề này nó về phần tin học ứng dụng, thường trong cái công tác văn phòng ta hay được dùng. Tức là bình thường thì chúng ta sẽ thường hay nhận được một cái file Excel và sau đó ta sẽ cần phải lưu file Excel này dưới dạng CSV để ta nạp vào một số các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ví dụ như của web và một số các cái ứng dụng khác nó sử dụng cơ sở dữ liệu định dạng CSV. Từ đó thì ta cần phải chuyển đổi định dạng vì hệ thống nó không cho mình import cái file XLS lên, và thao tác thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn sẽ mở cái file XLSX của mình ra, tức là file Excel ra bởi cái Excel của chúng ta. Đấy. Sau khi mở ra được cái file này rồi, đây đây là cấu trúc của file CSV các bạn nhìn này. Nó có dưới dạng các cột. Sau này ta sẽ nạp nó vào cơ sở dữ liệu. Vậy thì ta vào file, chọn thẻ CVS. Đó, cho ta chọn Browse đến cái thư mục định lưu trữ. Ở đây, sau khi chọn thư mục lưu trữ xong thì ta có trong một tool chọn các cái lựa chọn khác. Nếu không muốn lựa chọn khác thì ta có thể ấn nút Save vào để lưu. Và khi đó nó sẽ tạo ra một cái file CSV. Và khi file CSV đó là một cái file định dạng của cơ sở dữ liệu. Đây các bạn cùng quan sát đây, file CSV đây. Đuôi CSV là file cơ sở dữ liệu. Và khi đó ta có thể gửi cái file cơ sở dữ liệu này cho bên liên quan. Vậy trên đây là thao tác rất đơn giản để thực hiện chuyển đổi định dạng từ file XLS sang file CSV. Chúc các bạn làm việc thành công. Hẹn các bạn ở trong video kế tiếp nhé. Chào các bạn.